Này tiểu cô nương Sáng sớm ra đã đi đâu thế này Phía xa xa phía đầu chợ Giọng một tên mập vang lên Ngay bên cạnh là bốn tên người hầu ùa theo cất giọng cười ha hả Đi đến bên Ngọc Lan Hắn nhìn cô rồi lại cất giọng nói tiếp Tưởng ai Hóa ra là Ngọc Lan cô nương Mới sáng sớm người đẹp đã đi đâu thế này Có cần anh đưa đi không Ngọc Lan không nói không rằng cứ thế cô đi ngang qua mặt tên mập con hầu gái nhìn thấy cô đi cũng tất tuổi chạy theo sau đi được một đoạn nó cất giọng hỏi cô cô ơi sao cô cứ lạnh nhạt với mạnh công tử vậy dù gì hắn cũng là con trai của tri huyện cô cứ tỏ thái độ như thế hắn em sợ em sợ không để cho con hầu nói hết câu Ngọc Lan bỗng dừng lại, cô quay người nhìn sang con hầu, cất giọng chảy ngang. Đó là việc của ta, em không cần quan tâm. Ta tự gây, ta tự chịu, không để ảnh hưởng đến mọi người đâu. Nói rồi Ngọc Lan quay người bước đi, con hầu thấy cô chủ, xài ý mình, liền chạy theo giải thích. Cô à, em không phải, em không phải sợ Linh Can, em ở với cô bao nhiêu năm, em, em dù cô có bảo em làm gì em cũng làm nhưng em sợ sợ hắn lại dở cho gì với cô ngọc lan quay rằng đưa tay che miệng con hầu nói ta biết ta biết em đối tốt với ta em lo lắng cho ta nhưng mà lần sau cấm cấm nói những lời như thế biết chưa ta thường em còn không hết sao lại bắt em làm gì có lỗi được thôi đi sắm đồ tết với ta nào đang đi vui tự nhiên gặp các loại người trời ơi đất hỡi đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Hai người cứ thế vui vẻ cười đùa, bước đi. Bỏ mặt phía sau tên mập đang đứng đó ôm cục tức. Đưa tay lên, mặt hắn đang nghiến răng bóp mạnh khiến cho quả táo đang cắn dở, bỗng vỡ tạc cả ra. Nước từ quả táo chảy ra khiến hắn ướt cả một bên tay. Một tên người hầu thấy vậy, liền rút trong người ra chiếc rẻ lau lau, lấy cái tay của tên mập, khó chịu Cậu chủ Cậu tính bỏ qua cho nó Hết lần này Đến lần khác như vậy sao Tên mập như đang có chút máu điền Hắn túng cổ tên gia đình Áp sát mặt mà quát Người thì biết cái đéo gì Càng đẹp càng khước tử ta Ta càng thích Ta lại càng muốn có được Người đâu Về Chuẩn bị Tố lên hoa lầu Nói rồi Hắn đẩy tên người làm ngã rúi rụi, quay người bước về phía nhà phủ được biết tên mập không ai khác chính là Mạnh Ninh, con trai độc nhất của quan tri huyện. Hắn nổi tiếng khắp cái huyện Đồng Mộc về độ háo sắc cũng như thú tính. Hễ nhà nào có con gái đẹp, con gái ngon, hắn liền ủ mưu cưới về làm vợ. Gia đình nào mà bị hắn để ý, ngoan ngoãn nhận lễ, gả con gái cho hắn thì không sao. Ai trừ ường bướng không nghe, hắn liền ủ mưu mà cướp cho bằng được. Cách đây hai tuần, hắn mới nạp cho mình một hôn thê thứ 21. Được biết sau khi hỏi cưới không thành, hắn liền cho gia đình sang nhà ấy quấy phá. Cũng chẳng biết cớ sự ra làm sao, mà ông bố cô gái lại làm gãy chân của một tên gia đình trong đó. Cơ hội đến, hắn liền ép gia đình cô gái phạt 50 quan tiền và không sẽ phải gả con gái cho hắn. Thói đời, người dân thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Ấy vậy mà hắn ngang nhiên lấy con gái người ta về làm thiếp không tốn một xu, một cắc. Ây, thú tính là thế, hống hách là thế, nhưng mỗi lần hắn gặp Ngọc Lan lại ngoan như một con chó con. Đã bao lần hắn hỏi cưới Ngọc Lan nhưng đều bị cô thẳng thừng khước từ. Mạnh Ninh từng tuyên bố khắp huyện rằng chỉ cần Ngọc Lan chịu lầm vợ của hắn thì nghe lập tức hắn sẽ bỏ luôn 21 cô vợ trước đó, chỉ có một mình cô là vợ. Còn về phần của Ngọc Lan, cô mồ côi cha mẹ từ bé, được bà Mai thấy cô gương mặt xinh xắn nên đã đưa cô về. Ngay từ lúc, còn bé Ngọc Lan đã là người thông minh nhanh nhẹn và đặc biệt hơn hết là nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Càng lớn, Ngọc Lan càng xinh đẹp. Năm 15 tuổi, Ngọc Lan nổi tiếng khắp huyện Đồng Mộc về vẻ đẹp và những khả năng đàn ca sáo nhị. Biết bao công tử gia đình giàu có hay các quan lớn muốn giúp cô về dinh nhưng đều không thành công. Có người bỏ ra một số tiền rất lớn chỉ vì muốn cô đàn trong một bài. Cũng vì lẽ đó mà bà Mai chủ hoa lầu, coi cô như con cưng. Bà nuông chiều cô hết mực cũng không ít lần đứng ra cự tuyệt những người gây khó dễ cho cô. Đoạn Ngọc Lan cùng con hầu đi đến cửa hoa lầu. Thế bên trong mụ mai đang phe phẩy kết quạt, trời bới cái đám người dọn dẹp đống đồ đạc tiệc tùng đêm hôm trước. Thấy Ngọc Lan về, mụ liền tắt tuổi chạy ra đứng kế bên còn mụ mai còng cái mồ linh, cất giọng hỏi hàn cục <laughs> cưng của mẹ sáng sớm đã đi đâu đấy sao ạ không gọi mẹ rồi ạ mẹ cho người đưa đi khổ thân con tôi đi lại nắng thế này đau chân phải làm sao Vất lờ câu hỏi của mộ, Ngọc Lan bước chân lên lầu, vừa đi cô vừa cất giọng trả lời. Con ra chợ, mua ít đồ mấy hôm nữa Tết rồi, Đồ đạc cũng nhẹ, không muốn phiền đến mẹ. Mẹ cùng mọi người dọn dẹp đi, con hơi mệt. Con lên phòng nghỉ chút, tối nay con đàn hát cho khách. Vừa nói Ngọc Lan vừa đưa tay lên, bóp bóp, tỏ ra mình đang rất mệt mỏi. Con hầu thấy cô chủ lên lầu, nó liền khệ lệ, ôm đống đồ chạy theo sau. Bà Mai thấy Ngọc Lan mệt, thì cũng không nói gì nữa. Mụ quay vắt người lại, gương mặt đang tươi roi roi, cười cười, bỗng đổi sang cầu có. Chắp tay vào lách, nhìn đám người làm cho mụ, mà mụ chỉ tay quát mắng. Đấy, 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 bê vào đấy, đúng rồi, để chỗ đấy. Mày bê cẩn thận vỡ của bà, à? là là bà bỏ đói mày đấy biết chưa à? Có mấy con mã tổ kia, có mau vào trạng điểm không? Tí còn đón khách. Chúng mày đứng đấy mà phèo phải ứa đẹo cái gì? Tối mà khách không lên, đó, thì thì bà gọi thằng Tuấn và cho mỗi thằng một cái tống và chuồng ngựa bây giờ. Thằng Tuấn ở trong nhà còn đang chỉ trò mấy thằng kia, kề lại cái đống bàn ghế. Nghe thấy mụ nhắc đến mình, thì liền cung cúng, cúp đuôi chạy đến. Dạ, 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 bà, 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 bà có, Ch chuyện, chuy 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 gì gọi con? Mụ mai đang sẵn máu điền, thấy thằng Tuấn chạy ra, giọng lắp ba lắp bắp, thì lại càng tức giận. Bà chửi mấy cái con kia chứ bà gọi mày hồi nào tốt Sáng sớm mày tính chọc tức bà hư Đã lắp dở dở dạ, còn điếc nữa chứ gãi gãi cái đầu dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì mặt thằng tũng cứ nghệt cả ra thấy thằng tũng còn đứng đó mộ mai khó chịu nói tiếp mày còn đứng chảnh ảnh ra đấy làm cái gì hả tũng không mau qua lại chỉ đạo cái đám kia dọn dẹp đồ cho bà tối nay bà ấy là bà có khách quý là quan trên tầm xuống chúng mày không làm ăn cẩn thận thì bà 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 xé sách đám chúng mày ra Thằng Tuấn thấy mụ mai như hóa điên, nó dạ dạ vài câu, rồi cúp đuôi chạy tót vào trong nhà. Tối hôm đó, sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó, mụ mai ra cửa chào đón khách khứa như thường ngày. Theo như quan tri huyện đã dặn trước, là tối nay sẽ có quan trên trên tầm xuống, dặn mụ phải đón tiếp cho thật cẩn thận. Nhỡ có chuyện gì, thì chỉ có đường dẹp tiệm, khỏi làm ăn gì hết. Phía bên ngoài cửa, Mộ Mai cùng với đám kỹ nữ vui vẻ cất giọng đẩy đưa. Quân gia, lâu lắm không gặp, vào chơi với các em cho vui. Vào rồi em chiều, hết nhớ, thôi nào vào đây, vào đi làm tí. Mộ Mai còn đang mải trèo kéo khách khứa, bất giác phía ra ra, có đoàn người ngựa đang dần dần tiến đến. Tới trước cửa của hoa lâu, đoàn xe dừng lại. Bước xuống xe là một thiếu niên tuấn tú trên mình bộ quần áo lụa, tay cầm quạt, cán quạt có gắn một miếng ngọc bội màu lục, được chạm khắc hình phượng. Người đàn ông bước đến cửa hoa lầu, ngay phía sau là quan chỉ huyện đang cúi đầu chạy theo. Thấy quan lớn, mụ mai chạy lại, cất giọng chào hỏi. <laughs> Ôi quý hóa, quý hóa quá, được biết này có khách lớn xuống thăm, hoa lầu chúng em chuẩn bị chỗ ngồi đẹp nhất. Đồ ăn ngon nhất đợi quan lớn rồi hả hạ? hạ nói rồi mụ đưa vị quan đến bên bàn lớn ngay sát chỗ giữa sảnh sau khi sắp xếp chỗ ngồi đâu vào đó mụ liền quay sang cất giọng hồ lớn người đâu dâng trà dâng đồ hai vị quan lớn ngồi chơi thong thả để em gọi con lan nhớ ngọc lan đi ra vẫn như thường lệ cô dùng một chiếc khăn đỏ che đi nửa khuôn mặt ngồi sau tấm rèm tre ngọc lan gầy nên những nốt đàn đầu tiên Mọi người trong phòng ai lấy đều lắc lư theo từng tiếng đàn ca sáo nhị của cô. Buổi tối cứ thế diễn ra êm đẹp. Vị quan nọ sau khi về còn không quên thưởng cho Ngọc Lan một ít châu báu cũng như chút tiền bạc. Mộ mai thấy tiền thì sáng cả mắt ra vừa nhận vừa cảm ơn dối rít Tiễn quản lớn ra về mộ chạy vào trong phòng xoa so xoa so người Ngọc Lan cất giọng vui sướng. <laughs> Đấy con gái cưng của Mẹ! này làm tốt lắm có muốn ăn gì không mẹ bảo nhà bếp làm cho ngọc lan dường như vẫn còn thấy lạ hầu hết à mà không chính xác hơn là phải tất cả tất cả mọi người đến hoa lâu của cô đều cùng chung một suy nghĩ muốn ngắm nhìn cô muốn đoạn lấy thân xác của cô nhưng sao người này lại không hề mảy may cả một buổi tối người đàn ông đó chỉ nhìn tách trà nghe cô đàn Hắn chưa từng một lần nhìn lên cô Mụ Mai thấy Ngọc Lan không nói gì Cũng mặc kệ Mụ ôm luôn cái đống châu báu Mà quan vừa tặng cho Ngọc Lan Mà cười thích thú Miệng không ngừng lẩm bẩm <laughs> Đúng là gà vàng của mẹ ạ Quả này có mà giàu to Giàu to Bạn đi vài ngày Cuộc sống của Ngọc Lan Vẫn cứ diễn ra bình thường Dường như cuộc sống bận rộn khiến cô quên đi người đàn ông đặc biệt hôm trước này cũng đã ba mươi Tết. Hôm đó Ngọc Lan cùng con hầu đi chùa Tháp hương, cầu cho một năm mới bình an, cầu cho cô mau chóng gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Còn đang vui vẻ chắp tay cầu nguyện, bất giác một giọng nói vang lên bên tay khiến cô giật mình ngoảnh lại. <laughs> người đẹp, lại gặp nhau rồi. Ngọc Lan quay lại, thấy bên cạnh cô, Mạnh Ninh không biết đứng đó từ bao giờ, Hắn nhìn cô nở một nụ cười gian giàu rồi lại cất giọng nói tiếp. Người đẹp, này cũng đi lễ bái hả? Đã thế cầu nguyện gì? Hay cầu gì kết hôn với ta? Để ta đưa người ngựa sang đón. Đúng rồi đấy, cô cưới công tử nhà chúng tôi đi. Cuộc đời về sau, sống trong vinh hoa vũ quý, không phải lo, chúng mình nhỉ? Mấy tên theo hầu cũng hùa theo con hầu đứng bên nghe thấy Nó cảm thấy khó chịu Liền cất giọng khỉnh bỉ Phủ phu cái mồm nhà các ngươi Các ngươi nghĩ tiểu thư nhà ta là ai Không phải ai cũng lọt vào mắt tiểu thư nhà ta Chí ít cũng phải sáng sủa một chút Đâu phải Cái loại heo lợn như nhà các ngươi Cô à chúng ta nói chuyện với đám dở hơi đấy làm gì Đi thôi Nói rồi con hầu đưa tay kéo ngập Lan đi. Đám người làm tính lên phân bua rõ ràng thì bị Mạnh Ninh kéo lại Hắn đưa mắt nhìn Ngọc Lan Rồi quay sang đám người làm Thì thầm to nhỏ cái gì đó Cả hội mở to mắt ra Rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm Sau khi lễ bái xong Ngọc Lan có ghé qua thầy chùa Lấy một quẻ bói Cũng chẳng biết cô rút được quẻ gì Chỉ biết sau khi xem quẻ thầy chùa có nói Quẻ này đại hung Có khi ảnh hưởng đến cả tính mạng Thầy dặn cô Về để ý mọi chuyện Tránh gây thù với ai thầy cũng dặn cô quẻ này báo rằng năm nay cô sẽ gặp một người bạn cũ lâu năm còn là bạn tốt hay bạn giữ thì thầy không hề nhắc đến đêm hôm đó sau khi chào thầy ra về mãi mê suy nghĩ đến quẻ bói mà ngọc lan quên bén đi việc hái lộc đầu năm không muốn về tay không tiện bên đường thấy có cây ra hoa khá đẹp cô liền đưa tay hái đại cũng chẳng biết là cây gì mà sau khi hái xuống máu ở tay ngọc lan liền chảy ra con hầu thấy máu chảy ra từ tay ngọc lan ngày một nhiều nó hốt hoảng vội lấy miếng vải trong túi quấn lại cô cô không sao sức sao lại chảy máu nhiều thế này lan đưa tay cho con hầu băng lại tay bên kia vẫn cầm cành lộc nhưng lạ là trên cành lộc vừa mới đây còn nhìn thấy máu của ngọc lan mà giờ đây như không thấy gì cả nhìn cạnh lộc một chút ngọc lan đứng dậy gọi con hầu đi về Cùng lúc đó phía sau lưng hai người, ngay vết ngắt của cành cây, máu của Ngọc Lan cũng vườn trên đó được hút vào bên trong. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng con gì đấy, giống như đang nhai nhồm nhòm, nhồm nhòm vậy. Trên đường về Ngọc Lan phải đi qua một con đường đồng vắng, cô cùng con hầu cố dỏ bước thật nhanh qua đoạn đường đó. Bỗng đến giữa đoạn đường, một đám người nhảy ra chặn đường Ngọc Lan. Một người trong đám đó cất giọng người đẹp người đẹp về muộn thế anh đây chờ mãi mạnh mạnh ninh người người tính giả cho gì con hầu nhìn đám người liền đứng lên trước mặt ngọc lan cất cao giọng hỏi đám ô hợp trước mặt không ai khác chính là đám mạnh ninh thì ra sau khi bị hạ gục ở chùa chúng nó đã lên kế hoạch chặn đường ngọc lan cùng với con hầu Mạnh Ninh tiến lại, ngày một sát bên Ngọc Lan, đám gia đình cũng theo thế, mà chia ra vây quanh lấy hai người. Phải phải kết quạt, Mạnh Ninh nhìn Ngọc Lan bằng đôi mắt thèm khát, cất giọng biến thái. Ngọc Lan, cô biết là ta rất yêu thương cô đúng không? Cô biết ta ham muốn có được cô, hay là... Hay là nhân tiện ở đây không có ai, chúng ta động phẩm luôn. Rồi mai Tha rước cô về phủ ừ. Con hầu ngay đến đây Nó liền đẩy mạnh ninh ra hù dọa Các người Các người đừng có cãi đông Bắt nạt bọn ta Các người có tin ta hét thành không Bỏ người ta Bỏ người ta Con hầu còn chưa kịp hét xong Thì chát một cái Mặt con hầu biến sắc Máu từ miệng cũng theo đó mà chảy ra Hắn không để con hầu kịp phản ứng Nhanh túm lấy cổ con hầu mà quát đớn Mày nghĩ đây là đâu Mày tưởng mày hết tên Có người cứu mày à Mày quên rằng đây là đâu Đây là huyện Đông Mộc Chi huyện tại nhân là bố tao Bố tao Mày biết chưa Biết chưa Bỏ ra Bỏ ra Từ phía sau Ngọc Lan đưa tay Hất tài mạnh đình ra Cô đứng lên Ôm lấy mặt con hầu Xoa xoa Cất giọng hỏi hàn Em không sao chứ Để cô đưa em về Nói rồi ngọc lan đỡ con hầu dậy cố tính đưa con hầu ra khỏi đám người mạnh ninh nhưng không lập tức cô bị một cái bụng bự quán chắn ngang trước mặt gấp cái quạt phạch một cái mạnh ninh cất giọng mỉa mai <laughs> em nghĩ em thoát khỏi tay tôi được hả không bao giờ đêm nay em phải là của tôi ngồi đâu cáo con này sao bên kia để tao vui vẻ với em ngọc lan nào sau câu nói của hắn ta đám gia đình cửa lên đầy thú tính chúng cứ thế tiến sát lại mà tách con hầu ra khỏi ngọc lan nhân cơ hội ngọc lan còn đang mải níu kéo con hầu mạnh ninh tiến đến đè ngã ngọc lan ra đất ngọc lan lúc này hoảng hốt hét lên thả ta ra ngươi ngươi dám làm thế với ta thả ta ra thả ta ra tên khốn kiếp thả cô chủ ra mạnh ninh mạnh ninh thả cô chủ của ta ra con hầu bị đám gia đình kéo ra ngoài, nó chỉ biết kêu tên mập thả cô chủ của nó ra, mà không hề hay biết rằng chính bản thân nó cũng đang bị đám gia đình kéo ra ngoài, chuẩn bị làm trò đổi bại. Tha cho mày! Tha cho ngươi! lúc các người xỉ vạ, có nghĩ đến lúc này không? Ngọc Lan, em không thể trách ta được. Có trách thì trách em đẹp, em ngon, không chịu nổi thôi. <laughs> sau mẫu câu nói, là một lần Mạnh Ninh giật từng cái cúc áo của Ngọc Lan ra. Còn đang mải mê với cơ thể trước mặt, bất giác sau lưng hắn, một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên, đầy ma mị, xen lẫn chút lạnh lẽo. Ngon không? Nhìn cô ấy có ngon không? Người mọc cởi hết quần áo nó ra, một chiếm lấy bản thân nó, Mau... Mau lên... Giật mình... Mạnh Ninh quay lại... Thì ngoạc nhiên... Khi thấy... Chẳng có ai cả... Cùng lúc đó một giọng nói... Lại phát ra... Người tìm ta à... Ở đây này... Ở đây này... Nghe đến đây... Dường như... Mạnh Ninh điên máu... Quay lại... Rồi vẫn không thấy ai... Hắn điên tình... Cúi mặt xuống tiếp tục... Hành hạ thân thể của Ngọc Lan... Nhưng không miệng hắn lúc này đây như há cả ra ngay trước mặt hắn người nằm dưới đất không còn là ngọc lan xinh đẹp nữa mà là một khuôn mặt của người khác một người con gái gương mặt bê bết máu đang nằm nhìn hắn cười lanh lạnh mạnh ninh hét lên đẩy người ngọc lan ra tính quay đầu bỏ chạy thì bỗng bị cô đạp cho một cú khiến cho hắn ngã rúi rụi mấy vòng cô, cô nương không sao chứ ngay trước mặt ngọc lan là một chàng trai độ tuổi, đưa tay kéo cô dậy. Ngọc Lan ôm lấy chàng trai, rút đầu vào trong lồng ngực chàng trai mà khóc thút thít. Đám gia đình nghe thấy tiếng hét của cậu chủ, liền đục tục kéo chạy ra. Chạy đến nơi, nhìn thấy cậu chủ đang nằm dưới đất, miệng không ngừng ú ớ chỉ về phía Ngọc Lan. Đám gia đình cũng theo đó đưa mắt nhìn theo. Ngay trước mặt chúng nó không phải là Ngọc Lan đang ôm chàng trai, mà là một người đàn bà máu me be bét, xích quần, từ đầu đến chân đang ghệ nệ kéo đến chỗ chúng nó. Thì thoảng, cái lưỡi thẻ lè dài ra, chiếm lấy nửa khuôn mặt, không ngừng thều thào. Lại đây, lại đây nào, lại đây, lại đây chơi với tao nào, mau, mau lên. Cả đám người mạnh ninh nhũn hết cả người ra, chúng nó khoác lấy tay mạnh ninh mà chạy mất tầm con hầu lúc này mới từ bên trong chạy ra nó chạy đến ngã chồng cho sau đó quỳ xuống trước chàng trai ôm lấy ngọc lan nhìn chàng trai cất giọng nghi ngờ ngươi là ai đừng có mà lại gần không 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 ta không, không khách sáo đâu nói rồi con hầu đưa tay tạo thế thủ nhìn con hầu chàng trai đưa tay xua xua cất giọng phần trần Ờ, cô cô hiểu nhầm rồi tôi vừa đi ngang thấy chuyện bất bình giúp đỡ thôi Ờ, nếu không có chuyện gì, tôi xin phép. Đã rồi chàng trai tính quay người bước đi. Ngọc Lan lúc này lấy lại được chút bình tĩnh, cô gọi chàng trai. Công tử, xin dừng bước. Công tử, xin hỏi quý danh, để để có thể hậu đám. Vị công tử không ngoảnh lại, mà anh ta vừa đi, vừa cất giọng đáp lời. Có duyên, ắt sẽ gặp lại. Tôi thấy Ngọc Lan ở hoa lầu, nếu có việc cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi. Vị công tử lạ mặt đã đi mất, dường như anh cũng không mảy may đến câu nói của cô. Ngọc Lan cùng con hầu về đến nhà, thay bộ y phục trên người. Cô mệt mỏi, bước lên giường, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Đêm hôm đó cánh cửa phòng của Ngọc Lan bỗng mở ra, nghe âm thanh kéo cả kéo kẹt của chiếc cửa gỗ vang vọng trong căn phòng hưu quạnh. Một người phụ nữ bước vào người phụ nữ có gương mặt giống hệt với Ngọc Lan, chỉ là bộ đồ trên người dường như rách tả tôi từ lâu. Đi đến bên giường, người phụ nữ đưa mắt nhìn Ngọc Lan một lượt rồi lại ngồi xuống kế bên cô. Đưa tay xoa xoa mặt Ngọc Lan, người phụ nữ cất giọng đầy ma mị. Em gái, em gái à, em đẹp lắm, ta thích Thế cường mặt này sẽ nhanh thôi. Ta sẽ thay thế cho em. Nói đến đây, người phụ nữ nở ra một nụ cười lanh lạnh, đứng dậy, bước chân, để ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Ngọc Lan ra khỏi giường. Cô bước ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Con gái cưng của mẹ, sau nay không ngủ thêm một chút. À mẹ có hầm canh gạp tầm bộ. Mau, mau vào phòng, vào phòng ăn trong nắng đi con. Vâng, mẹ cứ để đó, lát nữa con ăn sau. Nói rồi Ngọc Lan vườn vườn cái người, rồi quay vào trong. Ngồi cạnh chiếc bàn giữa căn phòng, bà Mai hỏi Ngọc Lan chuyện tối hôm trước. Còn đang nghe giờ câu chuyện thì bất thình lình mụ đập tay xuống bàn đánh dầm một cái cất giọng bực tức lại là nó năm lần bảy lượt kiếm chuyện với con gái ta không phải vì vì là con trai chi huyện thì có ngày bà đánh cho nhử xương thôi con gái mẹ không phải sợ sau này đi đâu mẹ kêu thằng tốn cùng với lại mấy con nhà hoàn đưa con đi tuấn tuấn nào ra đây bà bảo nhanh lên Thằng Tuấn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chạy vào nhanh lắm, vào đến nó cúi gằm mặt xuống lắp bắp. Vâng, bà gọi quân. Bà là bà có việc giao cho mày. Từ giờ mỗi lần cô Ngọc Lan đi đâu, mày phải đưa cô đi biết chỗ. Đứa nào lén phén chọc ghẹo gì cô, mày cứ đánh què dò cho bà. Dạ, dạ, dạ. Dạ, 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 biết biết rồi dạ, bà. Thằng Tuấn đáp đời, nói rồi mụ may, phất cái tay áo, ám chỉ thằng Tuấn đi ra ngoài. Mụ quay lại nhìn Ngọc Lan, gương mặt đổi về trạng thái ồn hòa. Mụ cất giọng nói. Con gái ngoan ăn, ăn canh cho nóng, canh này để nguội khó ăn. Thôi, ăn rồi nghỉ ngơi lấy sức, đừng có suy nghĩ tổn hại sức khỏe nha con. Con nghỉ đi tối nay, có khách quý tới thăm. Mẹ ra ngoài, nhớ... Sau câu nói, mụ liền đứng bật dậy, phe phẩy cái khăn trên tay bước ra ngoài. Vừa bước đến cửa, giọng nói chùa ngoài ngoét của mụ, chửi đám gia nô vàng lên đến tận bên trong. Ngọc Lan thấy mụ chửi đám người, thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái cảnh này, nó dường như xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của cô. Đã từ hôm qua đến giờ, Ngọc Lan chưa có gì nốt dạ. Định bụng sau khi đi lễ về, cô xem tạm thứ gì đó nhưng rồi gặp chuyện của Mạnh Ninh, làm cô không có tâm trí đâu mà ăn với uống. Ngọc Lan giờ đói là cả da, đưa tay mở nắp bắt canh gà. Khói từ bên trong bay ra nghi ngút. Mùi thơm của gà khiến Ngọc Lan như không chịu được. Cô ăn ngon lành cho đến khi bắt canh nhãn thín, xòa xòa cái bụng, Ngọc Lan bước đến bàn trang điểm. Lúc này đây, phía bên ngoài con hầu đi vào. Đến bình con hầu lấy một chiếc lược ra, chải từng đường tóc cho cô. Nó vừa chải vừa cất giọng hỏi hàn. cô hôm qua cô về cô ngủ có ngon không cô còn sợ nữa không ngọc lan ngồi trên ghế đầu cô vẫn đang cúi gục xuống cô đáp ta không sao tối qua đám chúng nó có làm gì em không dạ không chúng nó còn chưa kịp làm gì em nghe thấy tiếng thằng chó cái kêu cứu tức là cả đám đó đẩy em ngã ra ngoài đến khi em chạy ra thì chúng nó chạy mất tiêu. Mà cô này, người con trai hôm qua cứu cô, cô có biết là ai không? Lan ngồi trầm ngâm, bản thân cô cũng đâu có biết người đó là ai đâu. Cô hỏi quý danh, chỉ nhận lại một câu hững hờ, có duyên áp gặp lại. Nhưng cũng chính vì câu nói đó khiến Ngọc Lan càng muốn biết người con trai đó là ai. Ngọc Lan lúc này đây, đầu cũng đã chảy gần xong, Cô ngước mặt lên nhìn qua gương, bất giác cánh tay cầm lược đang chảy tóc. Phớt phớt qua gương, khiến Ngọc Lan giật mình. Cánh tay đang trả lược cho cô là một cánh tay đen thủ lùi, như bị cháy xém, vẫn đang đều đặn, trải từng đường trên tóc của Ngọc Lan. run rẩy đôi mắt nhìn qua gương, dừng lại ở gương mặt của người đứng sau. Ngọc Lan như không tin vào mắt của mình. Người đang chải tóc cho cô, người có gương mặt đó. Gương mặt đấy giống hệt như cô. Bất giác một giọng khàn khàn vang lên bên tai Ngọc Lan. Cô chủ, thấy tóc cô nó đẹp chưa? Cô thấy ta chải tóc cho cô đẹp chưa? Cô thích mái tóc này chứ? Cô thích chứ? Vừa nói người phụ nữ đó vừa đưa cánh tay đen xì xì cháy xét bóp chặt lấy Ngọc Lan. Cô hét lên một tiếng, nhưng không thể, Ngọc Lan giờ như bị bóp chặt. Ngọc Lan cố gắng hết sức chụp lấy cánh tay người đàn bà mà gỡ ra. Cô chủ, cô chủ, cô sao thế, cô chủ? Con hầu đang chảy tóc từ nãy đến giờ. Nó hỏi chuyện Ngọc Lan, nhưng không thấy cô trả lời. Bất giác Ngọc Lan hét lên, khiến con hầu giật mình ngã ngửa ra sau. Thấy cô chủ của mình khua khoáng chân tay, con hầu đánh liều, đến bình gọi. Ngập làn sau tiếng gọi của con hầu, giờ đất tỉnh, biết mình ngủ mớ, cô quay sang ôm lấy bụng con hầu khóc thút thít. Đứng kế bên, con hầu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ biết vỗ vỗ vài ngọc làn mà an ủi. Cô à? Cô, cô làm sao vậy cô? Dạo này, cô cứ như người mất hồn thế này. Cô có thấy chỗ nào không khỏe? Để em gọi đại phu qua khám cho cô nha nghe con hầu nói đến đây ngọc lan liền đưa tay nắm lấy tay con hầu cô kéo nó lại ân cần nói ê chị chị không sao em không phải lo lắng đâu thôi mô mô chải tóc cho chị đi con hầu nghe ngọc lan nói vậy liền vui vẻ quay lại chải tóc cho cô đứng cạnh ngọc lan nhìn con hầu vui vẻ chải tóc mồm nó cứ tơn tấn cả lên nói hết chuyện trên trời dưới bể chải tóc xong con hầu ngắm nghía ngọc lan nó vui vẻ nói ê cô nhà em xinh thế này, không biết bao giờ mới có mạch mã hoàng tử tới đón đây. Ngọc Lan nghe con hầu nói thế, mặt cô khẽ ửng hồng, nhưng rồi ngay sau đó cô thở dài một cái. Nhìn lại gương mặt xinh đẹp của mình qua gương, Ngọc Lan buồn bực. Cô tự nhủ, không biết hoàng tử cuộc đời cô giờ đang ở đâu, mặt mũi chàng trai, ra sao có tuấn tú như cô hằng mong ước hay không. Nghĩ đến đây, Ngọc Lan lại tủm tỉm cười, chưa cười được bao lâu bất giác mặt cô đành lại phía sau gương bên cạnh con hầu xuất hiện một người đàn bà giống hệt như cô cái thân thể cháy đèn xì xì từng bước từng bước đến biên giường rồi từ từ hạ mình nằm xuống ngọc lan hoàng hốt quay ngoắt người lại đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc giường trên giường mọi thứ vẫn bình thường như không tin vào mắt mình ngọc đanh gạt con hầu sang một bên cô chạy thẳng đến bên chiếc giường đưa tay sờ ngang một lượt trên mặt đệm hết cái chẳng còn một bên nhưng ngạc nhiên chẳng có gì cả. Dường như chắc chắn không có dấu vết của ai nằm lên trên đó. Ngọc Lan quanh người ngồi trên chiếc giường thở dốc, cô đưa tay thấm mấy giọt mồ hôi. Cô, cô không sao chứ? Sao cô lại hốt hoảng như vậy? Con hầu đã đứng kế bên Ngọc Lan tự khi nào, nó đưa tay lên vai cô, rồi đưa tay lên gương mặt cô, có phần khó hiểu. Còn về phần Ngọc Lan, cô không trả lời con hầu, Cô tự nhủ Có lẽ dạo gần đây do công việc Cho nên cô hay gặp ác mộng Rồi sinh ra ảo giác Phải phải cái tay Ngọc Lan ra hiệu Cho con hầu đỡ cô ra bên ngoài sành chính Ở bên ngoài quang cảnh nhộn nhịp Người ra kẻ vào Nghe nói tối nay Có thằng Việt Toàn Con trai lão phú hộ giàu nhất cái tổng này Thằng này nổi tiếng chịu chơi Cũng vì con ông bố của đè chết người Mà lần này Nó bảo nguyện cái hoa lầu Chỉ để Ngọc Lan hát choán nghe Ôi sợ con gái yêu của mẹ Thế canh gà có ngon không? Con ăn nhiều vào nhé Mẹ là mẹ thấy con dạo gần đây gầy lắm rồi đấy Phía bên ngoài Mụ Mai thấy Ngọc Lan đi ra Liền trở lại hỏi han Cũng chẳng phải mụ quan tâm gì cô Hay mụ lo lắng cho sức khỏe của cô Mà đơn giản là mụ biết Biết rằng ngày nào Ngọc Lan ốm hay bệnh Thì có nghĩa ngày đó cái hoa đầu của mụ Ế ẩm chẳng có bóng dáng mà nào mến màng tới Nhiều lúc mụ cũng muốn kiếm thêm vài người nào đó để sau này thay thế cho Ngọc Lan nhưng rồi vì cô quá xinh đẹp cũng chẳng có ai đủ nhân sắc để vượt qua được cô sau một loạt câu hỏi han của mụ mai Ngọc Lan quay sang nhìn mụ cô đưa tay nắm lấy tay mụ cất giọng nói dạ kinh gà ngon con cảm ơn mẹ ờ ừ, giờ con có chút việc bận phải chạy ra ngoài phấn giòn hết rồi con đi mua rồi có cái mà dùng nói rồi ngọc lan quay người gọi con hầu bước đi mụ mai nhìn ngọc lan ra đến cửa như nhớ ra điều gì mụ quay vào gọi lớn tốn thằng tốn đâu dạ 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 con 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 trong này bà gọi con gì gì à? ạ thằng tốn còn đang hì hục dọn đồ trong phòng nó ngẩng cái cổ lên mà nói vọng ra mẹ ở trong đấy làm gì hả mau ra ngoài đi theo cô ngọc lan không thằng nào nó mà treo gẹo về đây bà đánh gãy cổ mày bây giờ đấy thằng tốn nghe mụ mai kêu đến đây thì cắm đầu cắm cổ bỏ chạy ra ngoài đuổi theo ngọc lan thằng tuấn đi theo sau ngọc lan cùng con hầu hai tay nó bây giờ đây đầy ấp là vải vóc sòn phấn quần áo khệ lệ bê đống đồ trên tay thằng Tũn thở dốc cất giọng cô 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 lan lan mụ mua đồ nhiều, nhiều, nhiều thế đủ, đủ chưa? Chứ chưa, chưa tôi sắp không bê, bên nổ nữa rồi. Con hầu nhìn thằng Tũn đang khẹo lệ bê cái đống đồ. Giờ đó vượt quá mặt, liền đưa tay che miệng cười. Mọi người ở nhà cái thằng này nó hống hách đánh đập người làm. Kẻ ăn người ở trong viện ấy, ai cũng sợ nó. Mà nay lại ngoan ngoãn như con chó con. Con hầu như được hạ cơn tức bao năm. Nó quay sang, thì thầm vào tai Ngọc Lan, bàn kế hành hạ thằng Tũn Cả ba người mua đồ xong vui vẻ, bỗng vài con hậu đau nhói. Hình như nó vừa va phải ai đó. Xòa xòa cái vài, con hầu tính quay người xem là ai, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cái đám dân đen đi được không có mắt à? Dám đâm vào cậu chủ, có phải muốn chết không? Cậu nói kết thúc, cũng chính là lúc Ngọc Lan cùng con hầu quay lại. Người con hầu va phải không ai khác chính là Mạnh Ninh. Nhìn thấy Ngọc Lan, hắn nhiều phát điền phát dại. Đám giả lồ bên cạnh vừa trông thấy thôi, còn ngang ngược, hống hách, do mặt đứa nào đứa nấy trắng bạch cả ra. Chúng nó không nói không rằng, cả đám kéo mạnh ninh, bỏ chạy thục mạng. Con hầu nghe đến những cầu chúng nó hét ra, cái gì mà ả à ta là ma, là ma chạy thôi, thì khó chịu vô cùng. Nó tính đuổi theo, làm cho rõ ràng trắng đen, phải cháy, Nhưng rồi nó bị Ngọc Lan kéo lại, vỗ vỗ vài con hầu, Ngọc Lan cất giọng. Bỏ đi em Hạng người này tốt nhất không nên dây dưa Thôi mình đi mua đồ tiếp đi Nói rồi cô kéo tay con hậu bước đi Thằng Tũng khệ lệ đi ngay phía sau Nhưng lạ một điều đống đồ trên tay thằng Tũng vừa mới đây thôi Còn nhẹ lắm Mà bây giờ đây nặng chỉnh trịch ngẩng cổ ngước lên Thằng Tũng khẽ dùng mình trước mặt nó bây giờ đây Là một cặp chân đen xì xì đang đùng đưa qua lại Mòn mèn theo cặp chân Nhìn lên tận bên trên Đập vào mắt nó là bóng dáng một người đàn bà đang kình kịch. Quái đản hơn, người đàn bà nọ đang cúi xuống nhìn nó cười lanh lạnh. Thằng Tốn hoảng quá, hai chân của nó nhũn cả ra. Nó không sao bỏ chạy được, chân cứ run lên bẩn bật. Bất lực, thằng Tốn nhắm địp mắt, mồm không ngừng lẩm bẩm. Con, 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 lại, chi, chi phương trời, con, 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 lại, 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 phương, chư Phật. C -c -c mồ, a gì đà Phật. Cùng lúc đó như có bàn tay ai đó đập vào vai của thằng Tũng, khiến nó giật mình mở mắt. Nhìn thấy con hầu, thằng Tũng cảm thấy mất mặt, nó quay sang cất giọng hống hách. Con, con, con này, mày, mày, mày làm gì thế à? hả? Tính, 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 tính dọn chết tao hay sao? Ô, ông tặng chết mẹ bây giờ. Con hầu đứng bên thằng Tũng, nó không thèm để ý đến câu nói dạ dẫm khi nãy. Chống một tay cạnh sườn, đưa tay còn lại chỉ về phía Ngọc Lan rồi quay sang bên thằng tuấn cất giọng ra lệnh cô chủ bảo đi nhanh lên không muộn đàn ông đàn ăn lê ma lê mê không được cái sự gì đã thế còn nó lắp đúng là cái đồ ăn hạ trời cho đã cái mồm con hầu liền quay đầu chạy về phía ngọc lan thằng tuấn bị chửi thì tức lắm ở cái hoa lâu này có ai dám chửi nó ngoài mụ mày ấy thế mà nay nó bị một con hầu gái chửi đã thế còn chửi giữa đường giữa chợ đưa tay bóp chặt cuộn phải Thằng Tũng quyết tâm sau khi về nhà, nó sẽ tính xử con hầu sau. Quay mặt tính bước đi, nhớ ra điều gì thằng Tũng lại run run, ngước mắt lên nhìn. Mồ hôi từ trán của nó tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhưng rồi sau khi nhìn lên, nó liền thở phào nhẹ nhõm. Người đàn bà đáng sợ vừa rồi ở đây đã không còn thấy đầu nữa. Đập vào cái đầu là đống đồ trước mắt. Thằng Tũng tự nhủ với bản thân, có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, nhìn ga hóa quốc mà thôi. Con đứng trên ngành ra đấy Mau nhanh lên Nói rồi con hầu lè cái lưỡi ra Trêu người thằng Tũng Thằng Tũng khó chịu khẹp lệ bê cái đống đồ đi thật nhanh Đoạn Ngọc Lan về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem Bước tới cửa hoa lầu Mụ mai ở trong nhà thấy Ngọc Lan về Tất tuổi chạy ra Miệng cầu mụ cứ nói xoèn xét xoèn xét Con à Mau đi về Muộn thế Mau mau vào nhà chuẩn bị đi con Việt toàn công tử Sắp qua rồi nói rồi mụ ra hiệu cho con hầu đưa ngọc lan vào bên trong thằng tũng còn đang hiện lệ với đống đồ phía sau đi qua nó mụ mai sút và đít nó một cái tao đã bảo mày đưa cô đi nhanh về nhanh cơ mà làm gì giờ này mới về đỡ khách khứa đến rồi thì biết phải làm sao hả tôi, tôi còn con thằng tũng nói lắp định nói gì đó liền bị mụ mai cầm cái quạt táng vào đầu đánh bốc. Còn con cái con mẹ mày, còn không mau, bê đồ vào phòng, nhanh lên, thứ gì ăn hại. Cùng lúc phía bên ngoài, giọng một người đàn ông vang lên. Má mì, má mì này làm gì mà nóng tính thế? Sau câu nói, mụ mai liền quay lại, mụ phải phải kết quạt, rồi đưa lên che miệng cười tủm tỉm. Cương mặt vừa mới đây thôi, còn câu có khó chịu, thì do liền nở ra một nụ cười đầy dâm đãng ỏng eo trước mặt mộ bây giờ đây là bốn năm thanh niên ai nấy đều mặc trong mình những bộ quần áo lụa là đắt giá ngọc bội đeo bên hông nhìn có biết là con nhà quyền quý đi đến bên chàng trai mụ mai ống ảo, à eo cột nhà ôi trời ơi việt thoản công tử công tử đây rồi ngọc lan biết này công tử đến nên là đang ở trên đợi công tử thế còn các vị đây là là bạn của ta Này má mì nhớ chăm sóc bạn ta nhiệt tình ta cũng không để má mì thiệt thòi đâu ơi công tử cứ đùa bạn của công tử thì phải chăm sóc chu đáo rồi các con ra giúp các công tử vào sau câu nói của mụ mày trong nhà tiếng cười đùa vang ra các thiếu nữ xinh đẹp trong hoa lầu kéo ra chia nhau bám vào các công tử mà kéo vào bên trong. Mụ Mai tủm tỉm cười, đứng bề ngoài vẫy vẫy tay gọi thằng Tuấn dặn dò: Giờ mày cùng vài đứa ở ngoài coi cho bà, hễ có ai vào, báo này hoa lậu đóng cửa không tiếp khách. Nếu có khách quý thì gọi để bà ra. Còn mà cái thằng bỏ mẹ nào đến phá, mày cứ đạp què dò cho bà hiểu chưa? Dạ dạ dạ, con 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 hiểu rồi. Vỗ vỗ vài thằng tuấn Mụ mai quay người đi vào trong Ơ viết toàn công tử đợi tôi Anh đợi má mỉ với Phía sau cánh cửa căn phòng nhỏ Ngọc Lan đã chuẩn bị xong Như thường lệ cô bước ra chính giữa hoa lầu Sau khi cúi chào mọi người Ngọc Lan quay người ngồi xuống bàn Tiếng đàn tì bà bắt đầu vang lên Cùng với giọng hát của Ngọc Lan Ngần nền giữa căn phòng lớn Tiếng cười đùa vui vẻ Của những kỹ nữ trong viện xen lẫn tiếng trêu đùa của các vị công tử làm cho buổi tối thêm phần náo nhiệt. Các ông thấy thế nào? Hôm nay tôi không làm các ông thất vọng chứ? Việt toàn công tử đang ôm hai em đào hai tay, một tay cầm cốc rượu, trượt dài xuống hỏi mấy người bạn. Hay, phải nói rất hay. Tôi là tôi không ngờ bên này lại có một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Lần này phải cảm ơn ông rồi đấy. Nói rồi cả đám trụ chén cười hà hà. Ngọc Lan nhìn đám người trước mặt, cô nhách mép cười khinh bỉ. Đối với cô, cái đám người này chẳng đáng một xu. Cái loại bám váy cha váy mẹ, ăn chơi tụ tập cũng chẳng làm được cái trò chống kỹ ích lợi gì cho xã hội này. Nhưng rồi nụ cười của Ngọc Lan còn chưa kịp tắt, thì phía ghế ngồi, người đàn bà đang quấn lấy Việt Toàn công tử, bỗng dừng quay mặt nhìn cô. Người đàn bà có gương mặt giống hệt như cô, đang thẻ các lưỡi dài ngoằng ngoằng, liếm lấy mặt của công tử đó. Bàn tay dám cháy đen xì xì, đang đưa lên, bám lấy cổ quán ta. Việt Toàn lúc này đây vẫn còn đang vui vẻ trêu đùa cùng với mấy người bạn, nhưng dường như cùng với mọi người nhận ra sự khác biệt của cô gái bên cạnh. Bất giác, người phụ nữ qua lại, nhìn Ngọc Lan, gương mặt thoáng chốc trở nên đen xì xì, với nhiều vết nứt nẻ đang rách toạc cả da. Chỗ vết nứt, xuất hiện dòng máu đỏ ngòm ngòm, đang dỉ ra ngày một nhiều, Người đàn bà đưa cái lưỡi liếm lấy một vòng quanh mặt rồi nở ra một nụ cười đầy ma quái. Không giữ được bình tĩnh, tay Ngọc Lan như đang co khóc cả lại. Phục một tiếng dây đàn đứt ra, máu từ tay Ngọc Lan bắt đầu túa. Tiếng đàn giá dừng, tiếng mọi người đang trêu đùa cũng theo đó mà im bặt. Mụ mai thẳng tốt chạy lên, nhìn tay Ngọc Lan suýt xoa. Cô gái, không sao chứ, sao thầy bất cẩn thế này con hầu con hầu đâu? Mau, đấy phải, cầm máu cho cô mày nhanh lên má mì sao thế này đang vui mà tay thế này thì còn đánh đàn sao nữa đây ngọc lan hay mình bỏ qua chuyện đánh đàn vào trong kia vui vẻ một chút việt toàn nhìn cô với gương mặt nở ra một nụ cười đê tiện đã từ lâu lắm rồi hắn dòm ngó cái thân thể ngọc ngà của cô đã nhiều lần hắn bỏ cả một số tiền lớn để mua cô nhưng đều bị mụ may khéo léo từ chối ngọc lan giờ này làm gì còn tâm trí mà quan tâm đến hắn cô quay mặt về phía nơi người đàn bà lạ vừa xuất hiện nhưng rồi mọi thứ trước mặt cô bây giờ đây đã trở lại bình thường ngọc lan tỏ vẻ khó hiểu người đàn bà kỳ lạ xuất hiện trước mắt cô quá nhiều lần khiến cô không biết rằng thực sự cô đang gặp ma hay chỉ đơn giản là ảo giác do cô tự tạo ra cùng lúc đó phía bên trên lầu bóng dáng người đàn bà đen xì xì đang bước từng bước chậm rãi về phía căn phòng ngọc lan mở cửa bước vào người đàn bà hạ mình lên chiếc giường thì thoảng lại cất tiếng cười lành lạnh con con không sao xin phép mẹ con mệt rồi con về phòng nghỉ sớm đã rồi ngọc lan đứng dậy cố tính đi về phòng nhưng rồi bị một bàn tay giữ lại vài ngọc lan bị bóp mạnh khiến cô kêu đầu rồi quay đầu nhìn lại làm gì vậy? Bỏ tay ra, tôi đau. Ngọc Lan, em đi đâu? Bọn anh chơi chưa cô đã, em qua lại đây. Ở lại với các anh, muốn gì cũng chiều. Tiền ư, ừ, các anh có nhiều lắm. Nói rồi Việt Toàn cho tay vào trong túi bóc ra, cả một vốc tiền. Hắn thả những đồng tiền rơi xuống sàn, kêu lên leng keng. Đám ả à đào xung quanh thấy tiền sáng mắt. Từng người từng người cắm đầu cắm cổ, rúi xuống mà nhặt vơ vét thi thoảng chúng nó còn đẩy nhau ngã rúi rụi ngọc lan chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng chẳng cần giữ thể diện cho mụ mai quá tay hắn ra quay người bước về phòng việt toàn tính đuổi theo nhưng hắn liền bụ mai giữ lại mụ mai đưa tay phe phẩy kết quạt rồi miệng không ngừng ngon ngọt ấy công tử công tử bớt giận chắc này hiện ngọc lan mệt nên mới thế công tử đừng có để bụng à, để mai má mì à, bảo lại em nó rồi bù cho công tử hôm khác Vệ toàn mới đây còn đang điên máu, nhưng vì nể mặt má mì, hắn đưa tay lên, hiệu bộ chấp nhận. Thôi được rồi, tôi là tôi nể má lắm, mới bỏ qua nhá. Tiền buổi tối hôm nay tôi vẫn trả đủ, má dạy bảo lại em nó cho bữa khác cho tôi. Nhưng mà tôi là tôi thích em nó rồi đấy. Về anh em! Quảng túi tiền vào người mụ mai, hắn cùng đám bạn khoác vào nhau ra về. Mụ mai cầm túi tiền trong tay, vui vẻ bước về phòng cất giấu. Trước khi đi, mụ vẫn không quên quát lại cái đám ả đào cùng bọn gia một lượt. Chú mày nhặt xong chưa? Nhìn thấy tiền, mắt sáng cả lên. Thôi nhanh về phòng còn nghỉ ngơi lấy sức mai tiếp khách cho bà. Còn mấy thằng kia, nhanh nhanh chóng chóng. Dọn hết đi nhanh lên. Sáng ngày mai bà dậy còn bần chỗ nào. Bà đắng bỏ mẹ chúng mày đấy. Nói rồi mụ quay ngoắt đi. Cái đít không ngừng lắc qua lắc lại. Miệng không ngừng hò hát vui vẻ lắm đối với con người mộ cứ ném tiền vào mặt mộ thì muốn làm gì cũng được về đến phòng ngọc lan buông mình nằm xuống giường gương mặt người đàn bà cháy đen xì xì vẫn còn vất vưởng trong đầu của cô ngọc lan mải suy nghĩ mà không biết rằng phía sau lưng cô người đàn bà với thân hình đen xì xì đang nằm ngay phía lưng đưa mắt nhìn cô một lượt người đàn bà nở ra một nụ cười đầy ma mị ngọc lan nằm đó cô cứ nhìn chằm chằm chìm dần chìm dần vào trong giấc ngủ. Đêm hôm đó, bất chợt cánh cửa phòng của Ngọc Lan mở ra. Người đàn bà tay cầm cuộn dây thừng lững thững đi vào. Vắt sợi dây thừng lên xà ngang, người đàn bà buông mình, ngã thẫm xuống. Chiếc ghế quấn chặt vào cổ, khiến người đàn bà nọ dễ dụa. Ngày một mạnh hơn, Ngọc Lan chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì hoảng hốt. Cô bò ra khỏi giường tính lao vào cứ người đàn bà kia. Nhưng rồi, cùng lúc đó, toàn thân của cô và cơ thể của người đàn bà ấy dường như đang bùng cháy. Ngọc Lan hoảng hốt đùi lại. Cô còn đang không biết xử lý ra sao thì người đàn bà cháy càng đúc càng to. Lửa cứ thế đốt lấy người đàn bà, tiếng ra người cháy, tạo ra những tiếng âm thanh xì xì nghe đến giận cả người. Nhìn sang kế hết bên, có chiếc ghế, Ngọc Lan liền túm lấy, Cô tính quật đổ người đàn bà ấy xuống, nhưng rồi không được. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô không thể chạm vào người ấy. Ngọc Lan thả chiếc ghế trên tay xuống. Cô đứng đó nhìn người đàn bà đang la hết giữa đống lửa. Cơ thể, cơ thể người đàn bà dần dần yếu dần cho đến khi bất động. Chiếc dây thừng bị cháy giò cũng đứt ra. Người đàn bà rơi xuống đất đánh bịch một cái. Bất giác, người đàn bà quay ngoắt cái đầu đen xì xì còn đang bốc khói nhìn về phía Ngọc Lan miệng nở ra một điệu cười lanh lành. Một điệu cười khiến ai nghe thấy cũng hãi hùng. Ngọc Đàn đổi lại, ngồi bịch xuống giường. Phía sau cô xuất hiện một thiếu nữ với gương mặt giống hệt cô. Tay người thiếu nữ tung lấy Ngọc Lan quay về phía người đàn bà. Em gái... Em còn nhớ chị không? Là chị đây Là chị đây Chị là chị gái em Sao <laughs> em không tìm chị? Chị nhớ em Rất nhớ em Cùng lúc đó Người đàn bà đang cháy đèn trên đất Bỗng nhiên bò dậy Lết từng bước từng bước Đến bền ngập lành tay người đàn bà rơi về phía cô, miệng không ngừng kêu cứu. Ngọc Lan dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, cô hét lên. Không! Không! Mình... 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 Mình mạnh mơ sao? Ngọc Lan do tính hết của cô, cô ngồi bật dậy, đưa tay vuốt vuốt ngực. Cơ thể của cô đã thấm đẫm mồ hôi, cố gắng bỏ dậy đến bên bàn nước. Ngọc Lan rót một cốc nước tù đánh ực. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ về giấc mơ vừa trải qua, Ngọc Lan kẽ dùng mình. Cô tự nhủ, tại sao giấc mơ đó, nó lại lạ đến như vậy? Người đàn bà chết cháy đó là ai? Tại sao cứ bám lấy cô? Rồi người phụ nữ có gương mặt giống cô là ai? Các câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Những ngày sau đó, giấc mơ vẫn cứ lặp đi lặp lại hàng đêm. Sau ba đêm mất ngủ, Ngọc Lan cơ thể lúc này đây đã ngày một yếu dần. Bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt lại, cảnh tượng người đàn bà thắt cổ chết cháy lại hiện ra khiến ngọc lan như phát điên phát dậy mụ mai thấy ngọc lan cơ thể xanh sau thì cũng cố gắng mua những thứ ngon nhất bổ nhất về tầm bổ cho cô biết cô mất ngủ mụ sai người đi cắt thuốc cho cô nhưng kết quả vẫn không đầu vào đâu ngày một rồi ngày hai dần dần mụ cũng mặc kệ tiền của mụ đâu phải là rác mà cứ phải ra hoài như thế việc kinh doanh của hoa lầu ngày một ế ẩm Mụ Mai hàng ngày đi kiếm các em nữ trẻ đẹp, gia đình nghèo đói để mua về, mong việc kinh doanh sẽ khá khẩm hơn. Nhưng rồi vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Mụ Mai còn đang ngồi ngoài sảnh tính toán xem hôm nay sẽ đi những đâu, rước những cô nương nhà nào. Thì Ngọc Lan cùng với con hầu đi ngang qua. Thưa mẹ, con ra ngoài chợ mua ít đồ. À, đây đây. Mụ Mai trả lời cụt hồn, Quay người, Ngọc Lan cùng con hầu bước đi. Vừa đi con hầu vừa hậm hực. Nó cứ nhìn Ngọc Lan, nhưng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhìn con hầu miệng mấp máy, Ngọc Lan cất giọng lạnh nhạt: Em muốn nói gì thì cứ nói, cứ đứng đó mà hậm hực. Em hậm hực gì đâu, em chỉ đang tức. Ngày xưa cô em đem về bao nhiêu là tiền, là bạc, danh tiếng hoa lâu cũng theo tên tuổi của cô vang danh khắp nơi. Ấy vậy mà, giờ đây cô bệnh, mẹ đã gạt phát mọi thứ, ngoảnh mặt với cô, em thấy bất bình thay cho cô thôi. Ngọc Lan cười cười, đưa cái tay gõ lên đầu con hầu một cái nói. <laughs> Đồ hâm, em không thể trách mẹ được, giờ cả hoa lầu biết bao nhiêu là người. Ê, à, nếu việc kinh doanh cứ ế ẩm như thế này, thì chỉ có đường. À, tất cả mọi người chỉ có nước ra đường ăn xin đấy. Thôi, đi mua ít son phấn tối nay, chị sẽ đàn hát trở lại. Nói rồi Ngọc Lan kéo tay con hầu ra chợ. Hai người vừa đi vừa trêu đùa mà quên mất rằng chờ lúc này đây đã nhé nhem tối. Cô ơi, cô, về thôi, trời tối rồi. Còn thiếu gì để mai em với cô đi mua thêm. Con hầu đứng bên cửa tiệm vải, nó nhìn ra ngoài trời thúc giục Ngọc Lan. Phía trong nhà, Ngọc Lan đứng ở quầy thanh toán, cất giọng ra. Chị biết rồi, em đứng đó đợi chị thêm một chút, gửi tiền xong mình về. Trên con đường tối đen như mực, Ngọc Lan cùng con hầu đang dò bước thật nhanh. Hai người vừa đi vừa tính toán xem mua được những gì, định bụng còn thiếu món nào thì mai sẽ quay lại mua nốt. Đi đến giữa đường, một giọng nói hít cợt nhả vang lên. Ai? Ai đây? Ai thế này? À Ngọc Lan, Ngọc Lan cô nương đi đâu vậy? Người đàn ông dần dần xuất hiện trước mặt Ngọc Lan, không ai khác chính là Việt Toàn, công tử. Phía sau, hắn còn có thêm ba tên nô bọc, mặt hiện lên cái điệu cười đầy nhâm hiểm. Tôi đi mua ít đồ. Có chuyện gì không ạ? À? Công tử đi đâu mà qua đây giờ này? Việt Toàn công tử đưa tay, xoa xoa cái cầm, có mấy cái cọng dầu dề. Hắn đưa mắt quét nhìn cô một lượt, vuốt vuốt má cô, giọng giễu cợt. Nghe nói gần đây Ngọc Lan tiểu thư bệnh, không thể đàn hát làm bao anh nhớ nhung. Trong đó... <laughs> trong đó có ta đó. Nhìn có thể tiểu tị thế này chắc phải ốm nặng lắm nhỉ. Nhưng em vẫn đẹp, đẹp lắm Ngọc Lan. <laughs> Bỏ cái tay ra khỏi người cô chủ. Các người, các người, mau tránh ra cho cô tôi về. Con hầu đưa tay, hất tay của Việt Toàn công tử ra. Nó quay người, túm lấy tay của Ngọc Lan dắt đi. Nhưng rồi nó liền bị ba tên gia nô chặn lại. Phía sau lưng của Việt Toàn công tử, chỉ tay ngay lập tức, hai thằng kéo con hầu sang một bên, tên còn lại, cũng không đứng yên. Nó đến kéo Ngọc Lan ra xa. Việt Toàn công tử lúc này đây phấn khích hơn hết. Hắn vì đến chỗ Ngọc Lan, đè cô ra, làm cho đổi bại. Ngọc Lan! em đẹp, đẹp quá Ngọc Lan! da trắng, môi hồng. <laughs> vừa nói hắn vừa đưa tay lần mò khắp cơ thể của cô, đưa tay giật từng lớp vải trên người Ngọc Lan, chẳng mấy chốc cơ thể cô lõa lồ ngay trước mắt quán. Hắn. hắn cứ thế hùng hục, hùng hục như con thú bỏ đói lâu ngày. Ngọc Lan giờ đây chỉ biết cắn răng chịu đựng, tay cô bám vào cây cỏ bên đường đến nỗi rách toát cả da. Sau khi thỏa mãn hắn đứng dậy sốc quần áo rồi nhổ tuyệt bãi nước bọt trên người Ngọc Lan quay đi đồ con điếm. Mày nghĩ mày cao sang lắm hả? Giờ thì cũng chỉ là con đĩ hết thời. Người đâu? Đưa cậu về. Công tử, công tử thấy sao? Cuối cùng, công tử cũng ngủ được với người con gái đẹp nhất cái huyện cái tổng này. Chúc mừng công tử. Đám già nồ chạy theo kẻ tông người hứng, làm cho hắn nghĩ rằng việc hôm nay của hắn là đúng, đúng lắm. Hắn vui vẻ đi về mà không biết rằng cái điều hắn vừa làm cũng chính là thứ ngu dốt nhất trên cuộc đời của hắn. Một việc làm khiến hắn phải hối hận muộn màng. Về đến hoa lầu, con hầu dìu ngọc lan lên trên phòng, thấy hai người gương mặt, thoáng có chút gì đó sợ hãi. Mụ may, nở ra nụ cười đầy gian xảo. Hai đứa về đấy à? Có mua được nhiều đồ không? Con hầu, mày đưa cô về phòng nghỉ đi. Nay chắc cô mày cũng vất vả nói rồi mụ quay ra bàn đến mốc cái đống tiền vẫn còn đang đến dò cả ngọc lan cùng con hầu đều không mảy may biết một điều rằng sau này mụ lại nhiều tiền đến thế có khi số tiền đó bằng cả nửa năm kinh doanh ở hoa lầu này gộp lại về đến phòng ngọc lan nằm vật ra giường mà khóc thút thít con hầu không nói không rằng nó biết cô bây giờ đang rất sốc tinh thần cực kỳ hoảng loạn nó định bụng mai sẽ bẩm với mụ mai về việc của ngày hôm nay ngọc lan vòng tay ra trước ngực cả ngày cô càng siết mạnh hơn, vừa khóc cô vừa hiện lên suy nghĩ trả thù. Nhưng rồi cô ngủ thiếp đi, tự khi nào không hay. Đêm hôm đó, trong mơ, Ngọc Lan thấy mình đứng trên lầu. Dưới nhà những người phụ nữ không ai khác chính là cô, cùng với con hầu xinh đẹp và mụ may bước ra ngoài. Cô vừa ra đến cửa, lập tức mụ mai gọi thằng Tũng vào trong, thì thầm to nhỏ. Thằng Tũng gật gật cái đầu rồi chạy đi. Một lúc sau, chính hắn Việt Toàn công tử bước vào. Hắn vất lên bàn cho mộ mai một bịch tiền, cùng với ba tên gian nô kia bước đi. Vừa đi hắn vừa cười điệu cười đầy sảng khoái. Chớp mắt một cái, Ngọc Lan thấy mình đang đứng trên con đường tối qua, cô đã bị Việt Toàn hiếp. Tự mình nhìn thấy chính bản thân mình bị hiếp, lừa hận trong lòng cô, bỗng bùng lên ngày một lớn. Phía bên cạnh Ngọc Lan, gương mặt thằng Tũng hí hừng. Hóa ra trong lúc cô bị hiếp, cũng có thằng Tũng ở đây đồng nghĩa việc mụ mai cũng biết câu chuyện hôm nay lửa hận thù trong cô thêm một lần bùng cháy cô suy nghĩ phải cấu lấy bản thân mình thế là ngọc lan đứng dậy chạy tới chỗ của việt Toàn mà đạp hắn ra nhưng không cô cứ thế chạy ngang qua người của hắn cô không thể chạm vào người của hắn quang cảnh khi đó bỗng nhiên xoay tròn ngọc lan dừng lại ở một ngôi nhà cũ cô mở cửa đi vào phía bên trong cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc cô gặp cảnh tượng hết sức hãi hùng ở trong nhà người đàn ông đang quấn sợi dây thừng vào cổ của một người phụ nữ hắn vắt ngang sợi dây qua xà ngang rồi kéo cả cơ thể người phụ nữ lên người phụ nữ cố gắng chống cự liền bị hắn đạp trong một cái mà ngất lịm đi chẳng mấy chốc thân thể người phụ nữ bị treo lủng lẳng ngay giữa căn nhà bị thắt cổ người đàn bà ấy dần dần tỉnh dậy cố gắng đưa tay gỡ cái sợi dây thòng lọng nhưng không được người đàn ông tay cầm chai rượu đổ liên tiếp vào người phụ nữ rồi châm lửa đốt hắn tù đánh ực, nốt cái chỗ rượu trong chai. Ngon! Rượu ngon! Nay thì mày không đưa tiền cho mua rượu này. Dấm cãi lỗi ông này. Đã thể ông đốt chết cụ mày. Bố! Bố thả cho con! Bố! Con xin bố! Con xin bố! Tiếng gào tét của đứa trẻ vang lên ở trong góc nhà, khiến Ngọc Đan nhìn sang phía góc căn phòng có hai đứa trẻ mặt giống hệt nhau đang bị trói vào một cái cột to và gào khóc. Bất giác sợi dây trói, một trong hai đứa trẻ bị đứt ra, nó chạy thẳng đến chỗ người đàn bà đang cháy mà kêu tiếng mẹ. Ngọc Lan đứng ra chặn đứa trẻ lại, nhưng rồi đứa trẻ chạy xuyên qua người cô, ôm chầm lấy cái xác đang bốc cháy. Từng, đừng chị ơi, đừng bỏ em, chị ơi. Khóc rồi, đứa trẻ ngất đi, Người đàn ông cũng quay người bước đi bỏ mặt những chuyện vừa rồi đã xảy ra. Ngọc Lan thẫn thờ, đứng giữa nhà, cô muốn tỉnh dậy. Cô biết, mình nằm mơ nhưng tại sao cô không thể, cô không thể thoát ra khỏi cảnh tượng này được. Một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên bên tay. Em gái, em nhớ lại rồi trước. Đây chính là gia đình của mình. Chị với mẹ chết qua lắm, em biết Em là em gái chị Không 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 phải Các người không phải gia đình của tôi Còn cô nữa Cô không phải chị tôi Tại sao Tại sao cứ thiệu tôi như thế Ngọc Lan hét lên Cô ôm đầu gục bệt xuống đất Người phụ nữ nọ vẫn không buông tha cho cô À ngồi xuống thủ thủy vào tay cô Những lời đường mật Chị Chị lại chị gái em mà Em phải tin chị Chị và mẹ dưới này Nhớ em nhiều lắm Nói rồi à vỗ vai Ngọc Lan một cái Ngay lập tức trước mắt cô Cảnh Việt Toàn công tử đang hiếp cô Ngọn lửa hận thù cho người Ngọc Lan Lập tức chối dậy Cô như mất hết lý trí Hai tay nắm chặt Em thấy chứ Em thấy chứ Sẽ không ai yêu thương em Như mẹ với chị đâu Em có muốn trả thù Những kẻ đã trả đạp em không Hãy gọi chị đi Hãy nhận chị là chị đi Em sẽ được trả thù Sẽ được tự do Nào Mau Mau Gọi chị Gọi chị đi Chị một âm thanh lạnh lẽo vang lên ngay lập tức trước mắt Ngọc Lan Cảnh tượng lập tức bị oán đổi Trong một quán nhậu Việt Toàn công tử cùng ba người Đang nhậu nhẹt ăn mừng cho việc hắn Vừa chiếm đoạt được thân xác của Ngọc Lan Còn đang chén chú chén anh Bất giác Việt Toàn đứng dậy Hắn lùi mấy bước lắp bắp Ngọc... Ngọc... Ngọc Lan Sao cô lại... lại ở đây Trước mắt hắn giờ đây không chỉ có một Ngọc Lan mà hai, ba Ngọc Lan đang cười với hắn. Gương mặt Ngọc Lan giờ đây cười rách đến tận mang tay, hai con mắt cũng theo đó mà lòi ra rơi xuống đất, lăn tới chỗ của hắn. Hắn lùi lại, vừa nói hắn vừa ném bắt đĩa về phía bà tên người làm. Thấy công tử như hóa điên hóa dại, bà tên Gia Nô liền đứng bật dậy, cất giọng chấn nàn. C công công tử, là bọn tôi đây, Cậu không phải Ngọc Lan gì đâu công tử bình tĩnh Bình tĩnh lại công tử Bà Tình cứ thế tiến đến gần Càng lúc càng gần mà không biết rằng Vì hết sau lưng việc toàn Hắn đã cầm con dao tự khi nào Đợi đến khi ba tên người làm tính gần hơn Liền đưa dao mà đâm vào Vừa đâm hắn vừa gào thét Mày dọa tao à Mày tính giả má giả quỷ dọa Chết chết mẹ mày đi Sau mấy nhát tâm Hai tên người làm gục tại chỗ Tên còn lại nhanh chân bỏ chạy Nhưng cũng thông thoát khỏi hắn bị chém một nhát ở giữa lưng. Nó cố hết sức chạy về, hòng báo cho ông chủ. Việt Toàn ngồi xuống, đẩy hắn một cái, cửa lên đất thắng. Thấy bên cạnh có chậu nước, hắn tính rửa qua cái mặt cho tỉnh táo. Nhưng rồi đó lại là một điều ngu ngốc. Việt Toàn vừa đưa mặt đến trước chậu nước. Cũng là lúc gương mặt hiện lên trên bề mặt nước, không phải là gương mặt của hắn ta. Mà chính là gương mặt của Ngọc Lan đang nở ra một nụ cười đầy ma mị hất trọng nước qua một bên hắn vô lấy cái dao bên cạnh nhìn xuống dao hắn cất giọng điền dại ta sẽ giết người ta sẽ giết người ta phải giết người vừa nói hắn vừa đưa dao lên hướng về phía cổ mà cứa những vết cắt bắt đầu hiện lên máu từ đó chảy càng lúc càng nhiều cho đến khi dưới đất thành cả một vũng máu to Việc toàn hắn chết tức chết tuổi chết bởi chính bàn tay của mình. Cùng lúc đó trong căn phòng của mụ mai đang ngồi trên giường đếm từng đồng tiền trước mặt, thì thoảng mụ lại đưa lên mồm hồn đánh chụp một cái. Một, hai, ba, Hí dậu rồi, thằng Việt Toạn đúng là cái thằng ngu, chi số tiền lớn thế để ngủ với một con đảo. Mụ đếm chưa được bao lâu thì đống tiền cứ thế mất dần mất dần ngay trước mắt của mụ. Mộ. Sờ tay vào trong túi, mụ mai phát hiện số tiền mụ mới đến. Bây giờ đây đã không cánh mở bay. Mụ hoàng hồn nhìn rất trước mặt, thấy đống tiền đang mất dần mất dần. Mụ không cam chịu, mụ vơ đống tiền. Cất vào đâu cũng chẳng biết. Mụ liền cho vào miệng mà nuốt từng đồng từng đồng. Thấy như không kịp, mụ vơ luôn cả vốc mà nhét vào miệng. Do vốc tiền to quá, mụ bị nghẹn. Mụ đưa tay vỗ vỗ cái cổ, nhưng đồng tiền cứ thế mà rơi xuống, sâu hơn. Rồi lại khựng lại ở giữa cổ của mụ. Mụ mày không thở được, mụ cố gắng gồng mình, nôn cái đống tiền ấy ra cũng không được. Đưa tay vào miệng, mụ cố gắng móc từng đồng từng đồng. Mụ khó thở, mụ không thở được. Mụ dùng sức cào cấu trong miệng, móng tay va vào thịt, khiến cho mụ rách toạc cả da, đau đớn vô cùng. Mà hút từ trong miệng cũng theo đó mà chảy ra linh lắng. Mụ manh, ngừng thở, mắt trợn ngược lên, Mộ mai chết chết bởi chính đồng tham của mộ, bởi những đồng tiền dơ bẩn mà mộ đã kiếm được. Sáng ngày hôm sau, ngoài đường tiếng mọi người bàn tán về cái chết của thiếu gia, con trai phú hộ giàu nhất vùng. Người thương xót, kẻ chỉ chết. Chẳng là ở cái xứ này, Việt toàn cũng nổi tiếng về chơi bời phá vách. Người ta thương xót vì lão phú hộ ăn ở có đức, luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng rồi những người hà hê vì cái kẻ chuyên đi phá làng phá xóm cậy quyền cậy thế ức hiếp những người dân, cuối cùng cũng phải trả giá. Ở Hoa Lầu, đám hòa à đào thấy bà chủ bị chết thì gào khóc thảm thiết. Rồi mai đây cuộc sống của chúng sẽ đi về đâu? Ai sẽ quản hoa lầu này? Phía trong tủ, người ta tìm được tờ giấy ghi rằng nếu sau này bà Mai có chết, thì hoa lầu sẽ giao hết cho Ngọc Lan toàn quyền xử lý. Cũng vì thế sau khi đám tang của bà Mai hoàn tất, Ngọc Lan đứng lên cai quản hoa lầu ngày một phát triển. Cũng lạ kể từ sau hôm đó, hễ ai chọc kẹo Ngọc Lan hay phá việc làm ăn của cô, thì y như rằng đêm hôm đó, người đó sẽ hóa điên, kẻ thì hóa dại, có khi mất đồn cả tính mạng. Ngày càng nhiều những lời đồn thổi về việc hoa lâu có yêu quỷ hoành hành. Lại là tính đồn như thế, nhưng việc kinh doanh của hoa lâu ngày càng phát triển, phát triển một cách lớn mạnh. Việc gì đến thì cũng đến, Việc hoa lâu có quỷ trú ngụ bỗng nhìn đến tay một đạo sĩ trẻ. Ngày đầu đạo sĩ này mới xuất sớn đi ngao du đây đó. Thế bảo ở huyện Đông Mộc có quỷ, liền không quản xa xôi tìm đến. Vừa bước đến cửa, vị đạo sĩ phát hiện yêu khí nồng nặng. Đi vào bên trong cố tỏ ra như mình đang mua vui, nhưng mục đích là thám thính. Vị đạo sĩ còn đang ngồi uống trà, Ngọc Lan bước ra, đứng ngay chính giữa sảnh, cô ngắt giọng. Xin chào toàn thể mọi người đã có mặt buổi tối hôm nay. Tôi, Ngọc Lan chủ hoa lầu. Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ, hoan lạc. Nói rồi Ngọc Lan quay người tính bước vào trong, nhưng một giọng nói vào lên. Bà chủ, xin dừng bước. Ta nghe nói bà chủ nổi tiếng xinh đẹp, không những thế lại còn đàn ca rất hay. Mà muội bà chủ ca một bài cho tại hạ, mở rộng tầm mắt có được không? Đám người xung quanh như chọc đúng chỗ ngứa, đồng thanh tán thành đúng 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 đấy bà chủ Ngọc Lan hát bộ bài cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi <laughs> thôi được hôm nay tôi cũng vui tôi sẽ tặng các vị ở đây một khúc trong lúc Ngọc Lan bước ra vị đạo sĩ phát hiện yêu khí nồng nặng từ người cô cứ thế mà dâng trào lên không biết nguyên do ở đâu nhưng chắc chắn có một điều cô đã đồng ý cho quỷ điều khiển chính bản thân của cô. Vị đạo sĩ suy nghĩ một hồi, xem và làm cách nào để tiếp cận cô. Cùng lúc Ngọc Lan hát xong, tất cả mọi người anh ấy đều giơ tay. Gì chỉ có đạo sĩ lạ cất giọng chê bài. Ta còn tưởng tuyệt sắc gia nhân, vang khắp huyện phủ như thế nào, hóa ra cũng chỉ là hư danh. Nói rồi vị đạo sĩ đứng dậy, tính quay người bước đi. Trong suốt cuộc đời Ngọc Lan Cô chưa từng bị người nào chê cười Ấy vậy mà giờ đây Lại có một người nói cô chỉ là hư danh Ngọc Lan nhìn vị đạo sĩ Đưa tay cất giọng quả quyết Vị công tử Xin dừng bước Công tử có thể nói cho tôi biết Từ hát không hay chỗ nào không Đúng 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 đấy Nói đi không hay chỗ nào Mọi người đồng thanh hưởng ứng Vị đạo sĩ quay lại nhìn Ngọc Lan Cất giọng muốn ta nói cũng được thôi nhưng trước khi ta nói cô hãy uống hết cốc nước trên mặt bàn đi được ngọc lan cất giọng quả quyết đi đến bình đạo sĩ cầm cốc nước uống một hơi nước uống xong cũng là lúc ngọc lan kêu gào thảm thiết cô quay sang nhìn vị đạo sĩ cất giọng gào thét đạo đạo tập người người là pháp sư đúng ta chính là Pháp Sư. Yêu nghiệt, còn không mong buông bỏ con người này ra. Vị Pháp Sư vừa nói, vừa lấy trong túi ra một lá bùa đánh tới. Đừng hòng người tưởng chỉ với vài trò đánh nén có thể hạ được ta sao? Nó rồi Ngọc Lan liền đứng dậy đôi mắt cô bỗng chốc đỏ ngầu, tập tài xóa sượi. Cô nhắm vị đạo sĩ mà đánh tới. Vị đạo sĩ uyển chuyển Né từng nhát dao của cô Nhân lúc sơ hở, vị đạo sĩ Ngắn một lá bùa ngay chính giữa trán của Ngọc Lan. Vị đạo sĩ hồ lớn. Xuất! Một tiếng gào vang lên đầy đau đớn, Ngọc Lan ngã xuống. Vị đạo sĩ đỡ lấy cô rồi cất giọng gọi. Mau, bố đỡ cô ta vào phòng. Con hầu đứng gần đó chạy đến đỡ Ngọc Lan. Đám cái khứa không biết, đã bỏ chạy đi từ bao giờ. Đỡ Ngọc Lan vào trong phòng, vị đạo sĩ cắt một giọt máu từ tay cô, nhỏ vào chiếc bát nhỏ rồi đốt một lá bùa pha vào trong bát máu. vị đạo sĩ đỡ ngọc lan ngồi dậy cho cậu uống. con hầu ngay kế bên thực ra gần đây con hầu cũng phát hiện những điều khác lạ trong con người của ngọc lan nhưng nó không sao giải thích được cho đến ngày hôm nay. đặt ngọc lan nằm xuống vị đạo sĩ bước ra bên ngoài. dạ cô, cô chủ tôi không sao chứ? con hầu cất giọng đầy lo lắng. Cô yên tâm. Đợi cô chủ cô tỉnh dậy. Sẽ có cách giải quyết. Đêm hôm đó Ngọc Lan thấy mình trở lại cái đêm 30 Tết. Sau khi cô bè cành lộc ở bên đường, điều khiến cô khiếp sợ ngày đó chính là chỗ cô ngất cành có một người đàn bà đang ngồi ngay phía dưới. Người đàn bà nghe cái hàm răng cắn vào tay Ngọc Lan khiến tay cô chảy máu. Mọi chuyện sau đó cứ thế ùa về cả lúc Mạnh Ninh hãm hiếp cô ngay cả lúc ngoài chợ, người đàn bà ngồi trên đống đồ của thằng Tũng, mọi thứ đều tái diễn đầy đủ. Hóa ra tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của cô đều do cái đêm định mệnh đó. Ngọc Lan tỉnh dậy trước mắt cô là đạo sĩ cùng con hầu đã đứng đó đợi từ bao giờ. Ngọc Lan khóc nức nở. Cô cứ thế ôm lấy con hầu mà khóc. Ta, ta đã ngủ bao lâu rồi? Dạ, cô ngủ ba ngày. Vị đạo sĩ đây nói, hôm nay cô dễ tỉnh, nên em cùng đạo sĩ ngồi đây đợi cô cả buổi. Con hầu vỗ vỗ vai Ngọc Lan, kể lại. Quay lại nhìn vị đạo sĩ, Ngọc Lan cúi đầu cảm ơn. "Đa tạ." "Đa tạ." Ừ, "Cứu mạng." Vị đạo sĩ nói, ông đã giúp cô trục cái linh hồn của quỷ dữ ra khỏi người cô, luôn đeo bám lấy cô từ giờ trở đi sẽ không ai có thể hại cô ngọc lan bán hoa lầu chia lại tất cả những số tiền đã thu được cho những chị em ở trong hoa lầu cô tìm về miền quê hẻo lánh mua một cái nhà nhỏ nhỏ sống cuộc đời bình dạn của mình hằng mong ước thưa quý vị câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc xin lỗi quý vị rất nhiều vì hằng vẫn chưa lấy lại được giọng <laughs> bây giờ hiện tại miền bắc đang uh, chuyển mùa và có lẽ nếu như mà quý vị ở hải dương bắc ninh hay là ở uh, hưng yên thái bình uh, hà nội nữa nam định những vùng này bây giờ hiện tại đang đang đốt sơm á uh, quý vị xong mùa gặt là họ đi đốt sơm á uh, khói dày đặc cộng thêm khí hậu đang từ nóng chuyển sang lạnh nó giao mùa ấy người ốm nhiều lắm nó bị cúm cúm mùa và cúm A sốt virus các thứ nữa hằng cũng cố gắng để nhanh khỏi nhất nhưng mà vẫn không được bao nhiêu thuốc rồi vẫn không đỡ cho nên uh, giọng đạp nó có hơi khó nghe một chút mong quý vị thông cảm cho hằng cảm ơn quý vị luôn ủng hộ hằng chúc quý vị ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau